thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành chỉ thị số 05 yêu cầu các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Áp dụng nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, bản, tiểu khu, khối phố cách ly tại bản, tiểu khu, khối phố đó. Xã, phường, thị trấn cách ly tại xã, phường, thị trấn đó. Huyện, thành phố cách ly tại huyện, thành phố. Tỉnh cách ly với tỉnh. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo cách ly an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa hoặc dừng hoạt động, các trường hợp khẩn cấp khác. Thành lập tổ giám sát việc cách ly tại các bản, tiểu khu, khối phố, xã, phường, thị trấn, cũng như giám sát việc cách ly tại gia đình trên địa bàn. Các trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh sẽ bị xử lý nghiêm. Đối với các cơ quan đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị căn cứ khối lượng công việc của cơ quan, đơn vị mình xem xét quyết định việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ, làm việc và trực cơ quan đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của chỉ thị số 16 ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về việc để cán bộ, công chức, viên chức bị nhiễm dịch bệnh COVID-19 để lây nhiễm dịch bệnh cho cơ quan, đơn vị và cộng đồng do không chấp hành quy định phòng chống dịch. Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm thời đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại từ 00 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên tuyến biên giới Việt-Lào. Ngành Y tế xây dựng kịch bản, phương án phòng chống dịch bệnh theo các cấp độ, đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.